Hùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư ở trên uh kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh hùng lê chứng khoán à, vào mỗi buổi thứ sáu ông tuần thì hùng lê sẽ có một bản tin à, phân tích nhận định à, về bộ ba tham số chung của thị trường sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích ở một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng còn trên kênh hùng lê chứng khoán thì như các anh chị biết rồi à, hàng ngày thì hùng sẽ có một bản tin một bản tin phân tích à, bộ ba tham số chung của thị trường thì để chúng ta nối tiếp những cái câu chuyện ở trên bản tin tuần thì chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ view à, xem thử là à, bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta có đi đúng theo những kịch bản mà chúng ta phân tích không và chúng ta có những cái điều chỉnh gì thì như vậy là hàng ngày uh, rất đều đặn các anh chị. Kết thúc phiên giao dịch là sẽ có bản tin và ông sẽ làm việc một cách uh, rất là nghiêm túc như vậy. Với cá nhân Hùng lên là như vậy và vào buổi chiều thứ sáu trừ những cái trường hợp hi hữu thôi thì Hùng mới không làm được bản tin tuần. Còn lại thì chúng ta vẫn uh, làm uh, các cái bản tin tuần rất là đều đặn để gửi tới anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Thì uh, À, trước khi mà chúng ta vào bản tin tuần đó thì cũng có một vài ý như thế này tức là có một câu chuyện về gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì chúng ta thấy rằng là trên thị trường chứng khoán có rất nhiều các cái biến số và à, rõ ràng trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta không thể lượng hóa hết được tất cả những cái biến số đó vậy thì nhà đầu tư cần phải làm gì để chúng ta ổn định về mặt tâm lý bởi vì à, thị trường chứng khoán là một bộ môn tâm lý và nếu như chúng ta thua tâm lý tức là chúng ta đã thua tất cả mọi cái câu chuyện ở trên thị trường. Thì um, chia sẻ lại một câu chuyện trong tuần vừa qua một tí uh, trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chính, đó là gì? Đó là trong phiên giao dịch của ngày 23 đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng có một cái lực bán rất mạnh ở cây nến ATC. Thì các anh chị biết rồi. Uh, thông thường khi mà có một cái lực bán như vậy chắc chắn trên thị trường nó có một cái tin đồn gì đó bắt bỡ khởi tố tùng lung Đà La. Và thông tin của ngày hôm qua đó là thông tin gì ạ? À? SBV tiếp tục rút ròng và dẫn đến câu chuyện là từ 14 giờ thì thị trường của chúng ta ép bán rất là mạnh đó và cái câu chuyện là nếu như tâm lý nhà đầu tư chúng ta không cầm nắm không có những cái vị thế mua tốt thì chắc chắn là trong phiên giao dịch ngày hôm qua chúng ta bán sàn và sau đó thì đến phiên giao dịch ngày hôm nay buổi sáng tạo lập họ tiếp tục ép nhà đầu tư và phải đến cây nến kết thúc phiên ATC thì như vậy mới có một cái lực cầu kéo tương đối là tốt như vậy thì tất cả các cái động thái, các cái hành động đó thì chúng ta thấy là, là như thế nào? Nó như là một cái bàn tay ma thuật đấy, các anh chị như một cái bàn tay ma thuật ở trên thị trường, vốn không biết cái bàn tay đó là 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 từ đâu, từ ai, từ cái gì. Nhưng tóm lại nó tổng hợp từ rất nhiều các cái yếu tố ở trên thị trường để nó làm nên cái bàn tay ma thuật đó. đó ví dụ như vậy. Thế thì cái câu chuyện là trong phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường của chúng ta lan truyền một cái thông tin như vậy thì đó là những cái cái mục đích thì họ nhằm phục vụ các cái cái tiêu chí của người ta đưa ra thôi. Tức là người ta đưa ra một thông tin như vậy để người ta phục vụ các cái tiêu chí đó. Và chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta là những người thua nhất, thiệt nhất ở trên thị trường. Vậy thì khi thua nhất và thiệt nhất ở trên thị trường rồi á thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý rất là bản lĩnh, tâm lý uh, chiến rất là rõ ràng. Đó, và những cái điểm nào thì chúng ta mua, điểm nào thì chúng ta bán và xem những cái bản tin tuần của cá nhân đồng lê thì cũng đã chỉ cho các anh chị rằng điểm nào là điểm hỗ trợ của cổ phiếu điểm nào là điểm kháng cự đúng không ạ chúng ta đừng có nhiễu loạn bởi những cái thông tin đó và chúng ta hãy hãy đi sâu vào cái nội tại của doanh nghiệp hãy đi sâu vào những cái cái tín hiệu kỹ thuật cơ bản của cổ phiếu và tí nữa ví dụ như là hùng phân tích đến nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành thép nhóm ngành đầu tư công thì các anh chị sẽ thấy những cái sóng ngành đó các mã cổ phiếu đã vận động như thế nào trong tuần vừa qua nó đạt những cái target ở đâu và nó nó test những cái hỗ trợ nào đúng không ạ chúng ta bám theo những cái đó để chúng ta làm chứ chúng ta đừng có đừng có nghe cái thằng bên cạnh đừng có nghe những cái tin đồn và trên thị trường chứng khoán người ta bảo là những cái đàn kiều và 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 những cái đàn kiều đó nó cứ nối đuôi nhau thôi nó đi nó chả biết là mình đi đâu nó dẫm dẫn đến là nó lùa 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 phát là nó lùa vào lò mổ luôn nó mổ xong nó thịt xong rồi là xong đấy là là đổi cho những cái 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 này cái kia đó là những cái cái mà hùng thấy rằng là nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta là những người thua thiệt nhất ở trên thị trường đó <laughs> Thì trong phiên giao dịch ngày 24 thì cũng cũng có một vài cái gạch đầu dòng. Nhưng về cơ bản thì Hùng thấy rằng là bộ ba tham số chung của thị trường về 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 phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là theo các cái chuyên gia phân tích và bản thân Hùng nghĩ như vậy. Đó là cái vùng 1075 1080 1090 điểm là vùng tích lũy hỗ trợ để đi lên và quan điểm của Hùng Lê cũng song trùng với ý kiến này. Thì đó là câu chốt trong phiên giao dịch ngày 24. Và về cơ bản thì Hùng cũng đánh giá rằng là như vậy là xét uh, về các cái chiến lược về các cái sóng ngành thì như vậy chúng ta thấy rằng là cũng đang rất là cơ bản là ổn định và có dòng tiền và cái quan điểm của hùng thì không có cái gì thay đổi cả đó là nhà đầu tư nên tập trung dòng tiền hướng vào các sóng ngành chủ lực và các sóng ngành chủ lực đó là sóng ngành nào đúng không ạ thì hùng đã trả lời tất cả những cái câu hỏi đó trên bản tin tuần quá tình hùng phân tích hùng đã nhấn mạnh những cái nhóm ngành nào đang có dòng tiền những cái cổ phiếu nào đang có dòng tiền những cái 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 tít nào nó đang tốt thì như vậy là nhà đầu tư nên hướng vào đó để chúng ta uh, tối hóa tối yêu cái lợi nhuận ở trong cái quá trình chúng ta đầu tư thì đấy là một cái vài cái ý mà ông chia sẻ với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư và um, chúng ta nên có uh, các cái đội nhóm uh, đội nhóm nào cũng được và ai cũng được bởi thì hùng thì hùng không có quan trọng cái việc đó uh, nhưng quan trọng nhất là chúng ta cần có những cái đội nhóm chất lượng À, có những cái cách tiếp cận vấn đề và có có những cái cách nhìn nhận về thị trường nhìn nhận về cổ phiếu nhìn nhận về nhóm ngành nó tích cực và nó sát đó chứ còn chúng ta đặc biệt là các chúng ta tránh những cái tin đồn đó các anh chị và đây thì hùng cũng uh, sáng ngày hôm nay thì hùng cũng có chụp một cái ảnh bài báo đúng không ạ thì trong ngày hôm qua đúng không góc nhìn của các công ty chứng khoán thì chưa có dấu hiệu thị trường tạo đỉnh index còn khả năng bứt phá bài chim lợn thứ nhất một ngày trước đúng không ạ thế thì nhà đầu tư đọc ôi thì ngon quá thế thì mua 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 thế hôm qua nó dập cho một phát thì sau đó lại à ngày hôm nay lại đăng bài thị trường chứng khoán rủi ro lắm ngắn hạn là còn à, đây test lại đáy cũ này à, chuyên gia khẳng định là thị trường vn index có khả năng về dưới một nghìn điểm các anh chị toàn chim lợn thôi ngày hôm qua thì ông hô ông phân tích rằng là index ầm ầm đi lên ngày hôm nay thì đùng phát ông thế này thế thì có phải là 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 chim lợn đúng không ạ đó đây mới là chim lợn này đây mới là đây mới là những cái công cụ của của ạ? công cụ của đội tạo lập này những cái bài báo những cái phân tích này theo quan điểm của hùng nó là nó 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 mang một cái cái màu sắc nó tối tăm lắm đấy đúng không ạ ngày hôm qua vừa mới ngày hôm qua các ông vừa vừa mới hô là thị trường chứng khoán lên Đúng không? Ngày hôm nay thì các ông ngay lập tức là các ông bảo là index về dưới 1000 điểm đó. Thế là sáng ngày hôm nay ở uh, cuống ca cuống kít bán, đúng không? Bán bằng được. Bán bằng được thì chiều ngày hôm nay ví dụ bất động sản nó kéo và thậm chí chiều nay chứng khoán thì tất tật tật những thằng gì nó kéo lên hết. Đó. và vô hình dung là sáng nay là ai bán là bán đúng hỗ trợ luôn, bán đúng hỗ trợ tuần luôn tí nữa cũng sẽ phân tích bản tí tuần để các anh chị thấy được. Đó, thấy được cái cái giá cái giá mà nhà đầu tư nhỏ lẻ phải trả khi mà chúng ta không có chứng kiến khi mà chúng ta chỉ đi đọc 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 những cái tin tùm lum ta la đó và đấy là một cái 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 đau và 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 cái sự thất bại của nhà đầu tư nhỏ lẻ một phần cũng vì những cái này những vì những cái này các anh chị vì những cái này đó chúng ta không có chứng kiến là chúng ta rất là nguy hiểm và chúng ta luôn bị cuốn theo uh, các cái đội tạo lập rồi những cái thông tin ở trên thị trường nó rất là khổ ok Thế thì uh, nội dung của bản tí tuần uh, 27 đến ngày 1 tháng 12, như vậy là chúng ta sẽ có tuần cuối cùng của uh, tháng 11 và bắt đầu uh, bước sang tháng 12. Chúng ta còn một tháng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu diện, uh, coi như là kết thúc của năm 2000, uh, coi như là một tháng một tuần nữa đi. Uh, kết thúc năm 2023, như vậy chúng ta sẽ cố gắng uh, tận dụng uh, tối ưu cái nhịp sóng này. Thì quan điểm của Hùng vẫn như vậy thôi, nhịp sóng này là nhịp sóng mà... Uh, thị trường của chúng ta sẽ uh, có cái sóng tăng cuối cùng của năm 2023 trước khi mà thị trường có thể đi vào phân phối. thì nội dung bản tin tuần thì cũng như vậy thôi. Phần thứ nhất thì view bộ ba tham hỗn chung của thị trường, chỉ số vn30, chỉ số phá sinh và chỉ số vn index. Phần thứ hai thì sẽ view các cái danh mục mã cổ phiếu tiềm năng, các cái danh mục cơ bản và đây là những cái danh mục mà nhà đầu tư thường xuyên quan tâm và đặc biệt các anh chị lưu ý sóng ngành đó là bất động sản công nghiệp, đó là thép, đó là vật liệu đầu tư công, hạ tầng, đó, gọi là nhóm ngành đầu tư công đi đó là sóng sóng ngành và uh, bất động sản dân cư nhóm ngành dầu khí và đặc biệt là sóng ngành chứng khoán bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán đó, nhóm thép và bất động sản công nghiệp đầu tư công đó là các sóng ngành cực kỳ mạnh ở trong cái thời gian vừa qua và cũng đã tập trung để phân tích hướng dòng tiền nhà đầu tư và hướng tất cả anh chị em vào những việc đó thế còn uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì uh, câu chuyện hùng cũng chia sẻ luôn với các anh chị đó là gì thị trường chứng khoán nó là vạn biến các anh chị, vạn biến có nghĩa là tại thời điểm này ông đang ngồi nói chuyện với anh chị là chưa có cái biến nào nó là quá đáng. Mọi thứ đang rất bình thường, rất ok nhưng trong ngày thứ bảy rồi ngày chủ nhật tiếp theo đây nó có những cái biến cố đó, nó có những cái biến mới đúng không ạ? Mà nó chưa được lượng hóa phân tích ở trong bản tin tuần này thì đương nhiên nó sẽ phản ánh ngay lập tức vào phiên giao dịch ngày thứ hai và tuần giao dịch tiếp theo. Đó, nó 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 là vạn biến. Vậy thì bây giờ cái câu chuyện là gì chúng ta chia sẻ với nhau? Đó là chúng ta chia sẻ những cái sự chân thành các anh chị Uh, chia sẻ cái sự chân, chân thành tức là tôi nghĩ cái gì tôi nghĩ cái gì tốt nhất tôi nghĩ cái gì tối ưu nhất uh, tôi có những cái gì hay nhất uh, tôi mang đến cho các bạn đó đó là chúng ta chia sẻ những cái sự chân thành thế còn có thể nó đúng hoặc có thể nó sai đó nhưng 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 với cái quan điểm cá nhân đúng lẽ nếu như uh, trong những ngày sắp tới nó không có những cái biến động gì quá lớn đúng không ạ thị trường của chúng ta vẫn như vậy nó im im lìm như vậy chỉ số Dow Jones nó vẫn tiếp tục tăng rồi uh, mọi thứ nó vẫn bình thường bình thường như vậy thì cái xu hướng của thị trường xu hướng của cổ phiếu nó về cơ bản nó vẫn như vậy thôi và tất cả những cái quan điểm phân tích đó là mang quan điểm cá nhân đồng lê và các anh chị lưu ý chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và chúng ta sẽ cân nhắc trước khi áp dụng và tổng hợp nhiều thông tin để có những để để, để có những cái góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất đúng không anh chị trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư rồi ở phần thứ nhất thì ông lê cùng với anh chị em sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua đầu tiên thì chúng ta sẽ Chúng ta sẽ nhìn đến chỉ số VN index Ok VN index ở trên trạc kỹ thuật tuần, các anh chị chờ một tí Sẽ view nhỏ lại Tại vì view to như này thì mọi người cũng sẽ Đây thì đây là cái điểm mà thời điểm mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch tuần thì như vậy là đúng là chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục diện test thành công tích lũy tại vùng 1085 1090 1100 và chỉ số VN Index của chúng ta bắt đầu có một sự phục hồi và trong cái quá trình phục hồi đó thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái vùng cản tâm lý rất là mạnh ở vùng 115 đến vùng 1120 và thị trường của chúng ta thì có đến 3 phiên giao dịch ở trong tuần công lại vùng cản của tuần này tuy nhiên là công không thành và câu chuyện là đây đây chính là phiên tin đồn thì chỉ số vn index của chúng ta đã phải giảm một phiên rất là mạnh và nó đánh 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 mất tất cả các cái nỗ lực phục hồi của thị trường từ phiên giao dịch ngày 20 đến ngày 23 tức là ba phiên giao dịch trước đó thì đến phiên ngày 24 hôm nay thì như vậy là uh, Hùng đã vừa có view cho các anh chị rồi. Thì về cơ bản là chúng ta tiếp tục đánh giá cái khả năng uh, hỗ trợ của thị trường chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số phái ở vùng 1075 đến vùng 1080. Và sau những cây nến giờ, bốn cây nến giờ test uh, tích lũy tương đối thành công ở vùng 1080 thì cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến giờ mà <laughs> À, có một cái sự biến động rất là mạnh, à, các sự biến động rất là mạnh ở trong phiên và đây là những cái cây nến giờ mang cái tâm lý hoảng loạn đến với rất nhiều anh chị em nhà đầu tư và họ đã à, vô hình dung đã bán à, tại những cái điểm thấp nhất tức là tại những cái thời điểm mà chỉ số vn index của chúng ta tạm à, chạm về quanh vùng 1075 thì như vậy là mọi người rất là hoảng loạn và kết thúc phiên thì chỉ số vn index của chúng ta rút chân lên ở vùng 1095 tức là rút lên nếu mà tính ở đây là 107 à, 1073 Uh, rút chân lên 1095 như vậy là thị trường của chúng ta đã rút chân khoảng tầm độ 23 điểm các anh chị, 23 điểm ở trong phiên ATC như vậy rất là tích cực. Và với góc độ như thế này thì chỉ số VN Index của chúng ta có vốn. Uh, khi mà có vốn rồi thì thì về cơ bản là kinh kinh doanh ở trên đồng vốn đấy nó sẽ rất là ok. Đó và như vậy thì khả năng tuần tới chỉ số VN Index chắc chắn nó sẽ quay trở lại chỉnh cung test nền và với góc độ uh, kỳ vọng của cá nhân Hùng Lê thì như vậy là vùng 1090 thì chắc chắn luôn chắc chắn vùng 1090 sẽ quay trở lại nhưng ở cái điểm sâu hơn thì có thể ở vùng 1080 1085 chúng ta kỳ vọng rằng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tích lũy thành công tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này và sau đó cung cầu ổn định và chúng ta chờ đợi một cái cây nến giờ tiếp theo, ở một cái cây nến giờ tiếp theo để chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục vượt lại vùng 1095 đến vùng 10 à 1090 đến vùng 1095 và và cái điểm đẹp nhất đó là chỉ số VN Index của chúng ta công lại được ở vùng 1100 thì đó là một tín hiệu kỹ thuật rất là tích cực đối với thị trường và cũng như đối với chỉ số VN à chỉ số VN Index đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30. Ở đây các anh chị nó thì hùng cũng sẽ view nhỏ lại chỉ số vn30 một tí để các anh chị uh, chúng ta nhìn một cái cách nó trực quan đó thì đây khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch đầu tuần thì chỉ số VN Index VN30 của chúng ta đây bắt đầu xu hướng quay trở lại test cung chỉnh nền. Thì cũng đã có phân tích cái vùng 1090 1095 đây sẽ là vùng mà chỉ số VN30 chúng ta có xu hướng test lại và các anh chị nhìn thấy ba cây nến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày thứ hai chỉ số đã test rất thành công và khi nó test thành công ở vùng này thì nó sẽ tiếp tục công với vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 1115 đến vùng 1120. Và trong tuần thì chỉ số VN30 chỉ đạt được mắc ở vùng năm trước khi mà có một cái tin đồn, nói chung là tin đồn, phía này là tin đồn. Thì như vậy là chỉ số VN30 của ta có một điểm giảm lại đây, tương đối là mạnh ở đây và chỉ số này đã bị uh, vỡ mất những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở vùng 1090 đến vùng 1095 và À, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản như vậy thôi. Thì chúng ta tiếp tục gì ạ? à đánh giá cái khả năng à, chịu tải của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1075 đến vùng 1080. ở à, cây đến giờ kết thúc phiên à, rất là kịch tính và chỉ số VN30 à, đã có thời điểm là về sát ở dưới vùng 1070 và sau đó thì à, chỉ số này cũng đã rút chân lên ở vùng 1087.34 điểm. Như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng sẽ có vốn ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Như vậy là trên góc độ kỹ thuật thì đây là một cái điểm kéo ở ATC chính vậy nên là khả năng mà chỉ số này quay trở lại test cung chỉnh nền nó sẽ là rất là cao. Thì đương nhiên cái vùng uh, vùng 1080 đó, vùng 1080 thì chắc chắn là khả năng là khả năng cao là chỉ số VN30 của chúng ta sẽ có thêm uh, các cái điểm test kỹ thuật về quanh vùng 1080 và uh, test tích lũy thành công ở vùng này đúng không Test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng uh, chỉ số VN30 của chúng ta sẽ tiếp tục uh, công lại được, tức là lấy lại được cái vùng ở đây này cái vùng này là vùng rất quan trọng các anh chị 1090 1095 và vùng 1100 và khi nào mà chỉ số vn30 chúng ta đóng lại được ở trên vùng 1100 thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta tạm thời yên tâm đối với cái xu hướng tổng quan của thị trường ở trong tuần giao dịch tiếp theo bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh thì phái sinh thì chúng ta view nho nhỏ lại một tí này thì chúng ta cũng nắm được một cái cái sự tổng quan thì đối với chỉ số phá sinh thì nhung đã có phân tích đó là gì khả năng thì chỉ số phá sinh sẽ quay trở lại ở vùng 1095 đến vùng 1010 à, 10 đây này một 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 và điểm sâu hơn thì như vậy phá sinh sẽ quay về cái mút nến đó là ở vùng 10 mấy đấy này cái điểm này là đã tính toán này 1075 đến vùng 1080 ở đây đó và trong phiên đầu tuần phiên giao dịch, giao dịch của ngày 20 thì như vậy chỉ số phá sinh à, tiếp tục quay trở về đây test thành công ở vùng 1080 và bắt đầu nó có lực long thì lực long này thì trong tuần hùng đã bắt đầu phân tích cái vùng cảng kỹ thuật đó là vùng 1117 đến vùng 1120 và trong tuần thì có 3 điểm ba điểm chỉ số phái sinh đánh về vùng này hoặc là tiệm cận đến vùng này và nó không thể bứt thoát thành công thì cũng có thể giải thích cái câu chuyện là cái phía này thì họ mượn cái 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 cớ đó thôi và về mặt lý thuyết là phái sinh công cái vùng cảng kỹ thuật nó công không thành nên là nó quay trở lại nó 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 chỉnh sọc thôi đó và sau một cái điểm rơi rất mạnh như vậy thì chúng ta lại tiếp tục dựa 1075 đến vùng 1080 ít nhất ở điểm này và chúng ta thấy trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số phái sinh đã sideways ở trong biên 1075 1080 à, và có chỉ có đến cái cây nến 14 giờ thì nó nhúi xuống ở đây này tức là cái đấy là cái có thể là cái cách để mà tạo lập họ ép hàng nhỏ lẻ bán ra thì tại vùng 1070 ở đây thì như vậy là gì chỉ số phái sinh bắt đầu có sự phục hồi và rút chân lên ở khoảng quanh vùng 1085 thì như vậy là phá sinh cũng rút được khoảng tầm hơn 10 10 10 17 điểm á 17 điểm kể từ cái điểm thấp nhất đó như vậy tuần tới thì uh, chắc chắn rồi vùng 1080 1075 chắc chắn tỷ số phá sinh sẽ quay trở lại đây nó sẽ tích lũy thêm một hai điểm ở đây hoặc thậm chí điểm sâu hơn nó có thể quay hoàn toàn có thể quay trở lại gì ạ quay trở lại cái vùng biên 1065 đến 1070 ở đây để nó test tích lũy <laughs> đó có thể là những cây nến giờ thôi, những cây đến giờ nó test xuống và sau đó rút chân lên. Thì sau những cái điểm test tích lũy đó, chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? Nó test tích lũy thành công và lần lượt thì nó sẽ công lại. nó sẽ phải cần công lại lấy lại các cái điểm kỹ thuật đó là vùng 1090, 1095 và vùng 1100. Thì như vậy về về mặt cơ bản, về mặt cơ bản về mặt kỹ thuật của ba chỉ số tham số chung của thị trường thì cần phải lấy lại được ba cái mốc quan trọng 1090, 1095, 1100 ở trong ở phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba đó sẽ là những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng Bây giờ thì cùng với các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại một cái bức tranh tổng quan thì đối với cái góc nhìn thì cũng đã có phân tích rồi. Giữa Dow Jones và chỉ số VN Index thì hiện tại đây là một cái bức tranh tương quan thì chỉ số Dow Jones đang phục hồi khá là tốt. Hiện tại thì đã đóng cửa vùng 35.272 điểm và đang nghỉ đang tạm nghỉ ngày lễ tạ ơn ở Mỹ nên là chỉ số Dow Jones đã ngừng giao dịch thì như vậy là chúng ta kỳ vọng sau kỳ nghỉ lễ đó thì chỉ số này sẽ tiếp tục công vùng 35.5 đến vùng 36k <laughs> ở trên góc độ tích cực và hỗ trợ về mặt tâm lý như vậy thì chúng ta cũng kỳ vọng là chỉ số vn index của chúng ta cũng sẽ có những cái bước đi nó tương đối là tích cực và nó tương đối là tốt để giúp cho chúng ta có thêm những cái động lực mới còn bây giờ thì hùng sẽ view cho các anh chị một cái ý đồ tạo lập thôi cái này thì nếu mà để một phân tích ý đồ tạo lập của chỉ số vn index thì cần một cái bản tin riêng nhưng mà hùng sẽ nói sơ bộ sơ bộ một tí thôi tức là sau ba các anh chị để ý nhá sau hai cây đến tuần Uh, kéo lên tích cực thì bao giờ nó cũng sẽ có tiếp khoảng hai cây đến tuần liền sau đó hai cây đến tuần liền sau đó để nó gì nó tạo lập để nó xem đây các anh chị đó có thể là nó sẽ xuất hiện hai cây nến tuần thì đây là hai cây nến tuần kéo rất là mạnh thì hiện tại là đến tuần này thì chúng ta bắt đầu à, kết thúc gọi là nó cũng đã có hai cây nến tuần và hai cây nến tuần này mà chúng ta tính cả cây nến tuần trước đó nữa thì như vậy là ba cây nến tuần công vùng cả cái tuần một một và công không thành thì đây là cây nến kết thúc tuần vừa xong thì về cơ bản ở đây thì các anh chị nhìn thấy là gì cái thứ nhất đó là ít nhất là vùng 1085 của chỉ số VN Index tạm thời là đang giữ được đó là một cái điểm rất là tốt cái thứ hai nữa ở đây là một cây nến doji bóng trên và bóng dưới tương đối cân bằng nhau và cái điểm đóng nến thì nó có xanh nhẹ so với cái điểm mở cửa tuần à, đó thì như vậy là gì um, cung cầu tương đối cân bằng đội long và đội sọc 11 tức là tỷ lệ khá cân cân bằng ở đây thì như vậy là sau hai cây nến có thể đây là cây nến doji và đây tiếp tục là một cây nến doji thì cần một cây nến hammer Cây nến hammer đó nó có một cái ý nghĩa rất quan trọng tức là cây nến tuần hammer nó có ý nghĩa rất quan trọng để giúp cho chúng ta tiếp tục có những cái định hướng. Đấy. Vậy thì trong trường hợp nếu những nến tuần của chúng ta tiếp tục có gì ạ? Có cái sự phục hồi lại ở trên vùng 1425 cộng thì đây là cực đẹp luôn này. Khi mà xuất hiện một cây nến tuần như thế này thì chắc chắn là lên, lên 100% không có phải bàn bàn cãi gì, tức là cây nến tuần tiếp theo. Nhưng trong trường hợp nếu mà chỉ số VN Index của chúng ta có tiếp có tiếp cây doji hoặc là nó cứ lình xình lường khừng ở khoảng quanh vùng 1080, 1085 thì như vậy là chúng ta sẽ cần phải chờ thêm tín hiệu. Nhưng nếu xuất hiện một cây đến tuần mà index đóng lên trên vùng 1125 thì chắc chắn là lên, khẳng định với các anh chị như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm các cái động thái của tạo lập ở trong tuần giao dịch tiếp theo. <laughs> Rồi, nội dung thứ hai thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tuần, các anh chị nhé đầu tiên thì ông sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu trụ trước và các anh chị để ý là trên bản tin thì có một cái đường xanh như này chính là cái điểm bắt đầu chúng ta vào phiên giao dịch của ngày 20 đó là điểm giao dịch của tuần mới thì 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 như vậy thì các anh chị cũng nắm được để chúng ta trong quá trình phân tích để chúng ta có một cái diện chúng ta có một cái độ view để chúng ta nắm được đối với VIX thì trong tuần hôm dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật 41 đến 41.5 và tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là sẽ long lên khoảng quanh vùng 43 thì các anh chị nhìn thấy là hoàn thành điểm test và hoàn thành target mục tiêu sau đó thì VIX chỉnh thì <laughs> Vick chỉnh ở đây thì nó lại phiên ngày hôm nay lại tiếp tục quay về vùng 41 41.5 và nó đang tích lũy khá là tốt ở trên góc độ kỳ vọng thì nó lại gì ạ? À, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục gì ngắm lại vùng 43 cái vòng quay của nó như vậy thôi cổ phiếu vinhome <laughs> ở trong tuần thì có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây đó là vùng 38 đến khoảng vùng 38.5 đấy các anh chị. Thì đầu tuần là đây cái đến giờ đầu tiên thì chỉ số uh, cổ phiếu Vinhome về điểm thấp nhất ở khoảng vùng 38.3 và sau đó thì nó có một lực phục hồi về vùng 40. Và tại đây thì nó lại bị diện, nó lại bị bán và bán xong thì nó lại uh, phiên ngày hôm nay thì nó lại về ở vùng 38 38.5 hỗ trợ tuần và cổ phiếu lại bắt đầu có diện có lực long khá là tốt và một cây đến kết thúc giờ ở đây là một cái đến cực kỳ đẹp như vậy sang tuần thì khả năng đó, khả năng thì cổ phiếu Vinhome sẽ có điểm nhả cung trở lại ở khoảng vùng 38.5 Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy Hùng lại tiếp tục ờ, Tích lũy thành công ở vùng này thì Hùng sẽ lại tiếp tục gì ạ? Tiếp tục ngắm về vùng cảng kỹ thuật 41 để à, 40 đến khoảng vùng 40.5 Chứng khoán thì nó vậy thôi, nó rất là khô khan đúng không ạ? Mở với trong tuần thì Hùng có phân tích hỗ trợ vùng 40.5 Tích lũy thành công ở vùng này thì sẽ ngắm lên vùng 42 Tuy nhiên là điểm thứ nhất thì nó tích lũy thành công và nó có lực long uh, ờ, suy sát đạt vùng 42 nhưng mà đến điểm thứ hai thì MWG bị thất bại ở vùng 40.5. Và khi vùng 40.5 bị thất bại thì đương nhiên nó sẽ về ở khoảng vùng 39, 39 thất bại thì nó sẽ lùi về đây, đó là vùng hỗ trợ cái tuần tuần. Uhm, các anh chị nhìn ở đây thì các anh chị sẽ đây là điểm là 36.7 đến 37.5 và trong phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là MWDG đã test tương đối là thành công như vậy tuần tới thì khả năng là nó sẽ còn các cái điểm gì quay trở lại chỉnh cung nếu mà chỉnh đẹp thì sẽ quanh vùng 38 điểm sâu hơn sẽ là đây này tức là nó sẽ test lại ở khoảng vùng 37 37.5 đến khoảng vùng 38 đó là à, đó là những cái vùng test kỹ thuật của MWDG kỳ vọng test là thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục nâng lên ở vùng cản 40 đến khoảng vùng 41 cổ phiếu mansan ở đây mansan thì về cơ bản trong tuần thì chúng đã có phân tích cái đường lai đường lai hỗ trợ đó là gì đó là đây đó là bao nhiêu ạ bao nhiêu 63.5 thì về cơ bản là cây nến đầu tiên và cây nến thứ hai là test 63 thành công và nó cũng đã công lên được cả cảng thuật 65 có thời điểm thì đã vượt 65 và tại đây thì nó không có đủ cái động lực để cổ phiếu đi tiếp và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung trở lại và khi nó bị vỡ vùng 63.5 thì đương nhiên rồi nó lại về vùng hỗ trợ tuần đó là vùng 61 đến vùng 62 Uh, phiên ngày hôm nay thì cũng có một cây nến rút chân ở đây Tuy nhiên cái độ rút chân của nó thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục chính vậy nên là khả năng thì ở vùng 61 đến vùng 61.2 thì khả năng tuần tới thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục có những cái điểm test cung quay trở lại và uh, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu ở uh, đánh giá cái khả năng phục hồi lên vùng 63 64 ở đây đó <laughs> ở Vinamilk ở Vinamilk thì cũng có dự báo vùng chỉnh cung kỹ thuật 69 test thành công của vùng 69 thì sẽ long lên khoảng vùng 70 đến vùng 70.5 và trong tuần thì nó lên được khoảng vùng trên 70 một tí và sau đó thì nó cũng không có động lực để nó đi và có một điểm gãy 69 ở đây và khi gãy 69 thì đương nhiên nó sẽ quay trở về gì vùng 68 đến khoảng vùng 68.5 bản thân trong bản tin tuần thì cũng đã có đề cập đến câu chuyện này đó là hỗ trợ tuần kỹ thuật tuần như vậy thì uh, phiên ngày hôm nay thì Vinamilk cũng có một cái điểm rút chân uh, tương đối là mạnh, rút chân tương đối là mạnh ở vùng 67.5. Vậy thì trong tuần tới uh, nếu đẹp thì nó sẽ test về khoảng vùng 67.7 gì ở đây này. Đó, 67.7 đó rồi uh, nó tích lũy thành công ở vùng 67.7 đến khoảng vùng 68 tích lũy thành công ở đây thì như vậy là gì lực long lại tiếp tục được đẩy vào và nó sẽ hướng lại vùng cảng cái tuột 69 đến khoảng vùng 69.5 ở đây và tại đây thì chúng ta sẽ đi phân tích đánh giá thêm Nhóm ngành đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và hiện tại ở đây cũng là một cái sóng ngành rất là hay, rất là tuyệt vời và bản thân ở trong cái sóng ngành bất động sản công nghiệp thì Hùng cũng đã có hướng đến rất nhiều các cái mã cổ phiếu tiềm năng để các anh chị có thể chiến đấu dài. Đó. Thì đối với KBC, dự báo vùng chỉnh công kỹ thuật ở quanh 31 này, các anh chị nhìn này đúng không ạ? Phiên ngày thứ hai có luôn vùng 31. Tích lũy thành công ở vùng này thì hùng tiếp tục ngắm lên vùng cảnh kỹ thuật 3334 nhưng trong tuần thì đi suy soát được vùng 33 thôi, 32.7 đó và sau đó thì nó cũng rơi chung với phiên tin đồn và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là gì đó cổ phiếu này lại tiếp tục gì ạ chúng ta lại tiếp tục có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 ở đây và cây đến này là một cây đến cực kỳ đẹp của cổ phiếu KBC sau khi mà nó test tích lũy ở vùng 30 thì cây đến phục hồi cực kỳ đẹp luôn đó vậy thì như vậy là tuần tới thì với một cái độ phục hồi như vậy thì khả năng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 30.5 đó, cùng lắm thì nó sẽ rơ rác lại khoảng vùng 30.3 30.5 đây, tức là nó sẽ đi ở khoảng quanh quanh cái biên này này. Đó các anh chị nhìn cái biên đồng vẽ này. Đó thì nó có thể nó sẽ có cái điểm lùi này và trước khi lùi test tích lũy thành công lại ở khoảng quanh vùng 30.3 30.5 30.7 thành công thì như vậy là mục tiêu thì cũng lại tiếp tục ngắm về vùng 32.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 33 ETA là mã pen đó và đối với cổ phiếu này thì chúng ta cứ túc tác từ từ thì trong tuần Hùng có dự kiến vùng chỉnh kỹ thuật 5758 à, sau đó sẽ công cùng vùng cản mục tiêu 6 đến vùng 6.2 và trong tuần thì nó lên được 6.1 trước khi mà nó có một cái nhịp rơi ở đây. Và nhịp rơi này thì trong phiên ngày hôm nay như vậy là vùng 5.4 đến vùng 5.5 tiếp tục là trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, rất đẹp khung vẽ trước rồi. Đó và cũng dự phóng rằng là khả năng thì ông ông về đến đây kiểu gì ông cũng đỡ và như vậy là thực tế là cổ phiếu này đã bắt đầu có cái lực đỡ từ đây. Cây nên phục hồi khá là tốt. Như vậy thì vùng 5.65 tức là sơ sơ ở đây này thì các anh chị cứ 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 hình dung như vậy thôi nó sẽ quay đúng không 5.63 5.65 thì đây này nó sẽ quay uh, trở lại chỉnh cung uh, test tích lũy lại ở đây và uh, hoặc là có thể là vùng 5.6 thì chúng ta cho khoảng vùng 5.6 đó nó sẽ tiếp tục tích lũy thành công ở đây mục tiêu thì lại như vậy thôi lại <laughs> vùng 6 uh, bất được vùng 6 thì chúng ta lại ngắm đến vùng 6.2 đấy SSC uh, là một mã cổ phiếu cơ bản tốt các anh chị nhá. Và đối với mã cổ phiếu này, chúng ta cầm dài, cầm trung hạn, cầm dài hạn, cầm như thế nào đó thì tùy các anh chị. Và theo những cái góc nhìn những cái quan điểm của cá nhân đồng lên thì đây là một mã cổ phiếu rất là hay và hiện tại thì nó vẫn đang uptrend. Nó chưa chưa có gì là là downtrend cả và cái xu hướng kỹ thuật đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đó, nó cứ thế nó 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 đi lên thôi và tuần này thì cứ hàng tuần thì nó lại cứ xây lên được cao hơn, ví dụ tuần trước này thì nó xây ở vùng 36.2, 36 5 đúng không ạ? sau đó thì uh, tuần này thì chính thức là vùng 38.5, 39 nó xây thành công này và tuần tới thì khả năng sẽ là nó sẽ nâng lên vùng 40.3 đến khoảng vùng 41 nó cứ nâng dần, nâng dần lên như vậy thì đó là một mã cổ phiếu đang uptrend thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi hỗ trợ tuần 38.5 vùng 39 đây cây nến đầu tiên cổ phiếu SSC test về vùng hỗ trợ cái thuật tuần và sau đó thì uh, trong tuần thì cổ phiếu này hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 43 thậm chí là nó đánh lên vùng 44 trước khi mà nó có một cái điểm chỉnh cung về trong phiên giao dịch ngày hôm nay và phiên ngày hôm nay thì nó test cực đẹp luôn các anh chị ở vùng 40.3 và cây đến giờ đầu tiên nó test và sau đó thì những cái cây nến tiếp theo thì nó uh, ở vùng 40.3 đến vùng 41 nó cực kỳ đẹp luôn và với cái cách đi như thế này thì nếu 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 như tuần sau nó có chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh nhẹ thôi nó cũng sẽ chỉnh rất nhẹ về khoảng quanh nếu nó có chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh lại khoảng quanh vùng 42 đây thôi và mục tiêu thì như vậy là uh, tiếp tục ngắm về uh, vùng cản target tuần ở vùng 44 đến vùng 45 và rất có thể là SSC trong nhịp này sẽ uh, đánh break cản 45, break cản 45 các anh chị để đi về target kỹ thuật của nó sẽ là 50. 50 đó các anh chị. Đó thì cũng đang đang dự phóng cái target của SSC lên khoảng quanh vùng 50 thì các anh chị lưu ý. IDC cũng là một mã cổ, cổ phiếu uh, cơ bản cực kỳ tốt và các anh chị có thể cầm nắm ở góc độ chung và dài hạn và trong cái quá trình cầm nắm đó thì chúng ta sẽ canh những điểm hỗ trợ để chúng ta vào và những điểm kháng cự thì chúng ta có thể uh, tối ưu hóa chúng ta chốt đi khoảng 30 đến 40 phần trăm vị thế và sau đó về hỗ trợ chúng ta lại mua đó thì đối với IDC ông tuần Hùng có dự báo vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 48 49 à, uh, 48 48.5 48. đến vùng 49 thì các anh chị nhìn thấy đây cây đến giờ đầu tiên là có luôn vùng 48 và ít nhất là các anh chị đặt mua ở vùng 48 thì ít nhất là không bị lỗ kể cả cái phiên biến động ngày hôm qua không bị lỗ và đương nhiên trong tuần nó có target tuần thì cũng có đặt lên ở vùng 52 và nó đi được về khoảng vùng 51.5 trước khi mà nó bị rơi thì phiên rơi ngày hôm nay thì phiên kết tuần phiên ngày thứ sáu nó cũng cực kỳ đẹp luôn đấy như vậy là gì ở vùng <laughs> đây này <laughs> vùng 47.5 à 47.5 đến vùng 48 như vậy nó test tích lũy rất là thành công và uh, rút lên ở trên vùng 49 thì như vậy trong 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 phiên giao dịch của tuần tới thì chắc chắn rồi nó sẽ quay trở lại cái chị kiểu gì nó không phải quay trở lại đó và nó quay trở lại đẹp thì nó sẽ test ở trên vùng 48 cộng nói chung là như vậy và nó test tích lũy thành công ở trên vùng 48 cộng ở đây tích lũy thành công và như vậy uh, cung cầu ổn định mọi thứ ổn định index ổn định đúng không ạ lại tiếp tục ngắm vùng cản 51 52 <laughs> VGC thì cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay à, Tuy nhiên thì Hùng cũng không hướng đầu tư dài cổ phiếu này Nhưng xu hướng hiện tại thì cổ phiếu này vẫn đang ấp xem Và chúng ta nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua đó, Hùng Có phân tích cái vùng hợp tuần tuần 49 à, chấm 6 đến vùng 50 thì cây nến đầu tiên không biết là cây nến này là cây nến đều hay cây nến thật thì cũng không rõ lắm nhưng về cơ bản là vùng 49.5 đến vùng 49.6 đến vùng 50 là vùng đợi thuật tuần rất là tốt tích lũy thành công của vùng này thì cũng có đặt target kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 50 25354 và như vậy là cổ phiếu này cũng suýt soát đạt được target 54 trên 54 trước khi mà nó rơi. Thì như vậy trong phiên ngày hôm nay đây các anh chị đúng luôn, đúng đúng như đạt luôn lại vùng 496 đến vùng 50 và <laughs> vô hình dung là một số các anh chị em nhà đầu tư là họ sẽ bán ra ở vùng này. Vì họ hoảng mà, họ hoảng họ bán ra vùng này thì vô hình dung là các anh chị bán đúng hỗ trợ luôn. À, và thay vì cái việc mà các anh chị bán ra ở vùng này thì vùng này chúng ta nên gì ạ? Nên đặt lệnh cân mua và chúng ta mua từ từ Đó và bắt đầu đấy thế này nó fill lên phát thế này lại lại đẹp rồi Như vậy tuần tới lại lại năm ba năm 4. Chắc chắn là lại năm ba năm 4. Đấy bởi vì với một cây nến bắt như thế này Tức là nó nó thể hiện rằng một cái cái cái, cái lực lực cầu nó cực kỳ tốt đó Và nó về đến sát những cái vùng hỗ trợ 48.5 49 ở đây rồi Mà các anh chị vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi để các anh chị bán ra Đó thì chắc chắn là gì chúng ta sẽ bán đúng những cái vùng hỗ trợ tốt nhất và tối ưu nhất của cổ phiếu. Tuần tới nó có trả cung thì nó cũng chỉ trả cung nhẹ thôi theo quan điểm của Hùng như vậy, nó trả cung nhẹ thôi. À, nó có trả cung thì nó cũng chỉ trả nhẹ nhẹ lại ở khoảng đây này, quanh vùng 51 51.5. Đó và sau đó thì mục tiêu nó vẫn tiếp tục hướng về vùng kỹ thuật 53 đến khoảng vùng 54. Sóng ngành phân tích tiếp theo đó là sóng ngành thép. Thì đối với sóng ngành thép này thì cũng đã có một cái hành trình phân tích rất là dài và gần như các cái target mục tiêu. Đó, ví dụ trong cái tuần mà từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 đó các anh chị target mục tiêu tuần đó là vùng 28 đến khoảng vùng 28.3 thì như vậy là tuần này nó lên được vùng 27. Chấm mấy đến 27. 95 à. 27 27. 55 27.8. Đó, trên cái target tuần là 28 như vậy chúng ta thì còn có 0,2 like nữa thôi là nó sẽ về đến cái target tuần và tuần này cũng như vậy thì đối với Hòa Phát thì như cũng đã có phân tích vùng hỗ trợ tuần tuần đó là vùng 26 26.5 đúng không anh chị test như in luôn và cái 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 nến sâu nhất ở đây các anh chị có biết là vùng 26, 26 1 mấy 26.1 các anh chị đó về đúng biên và về đúng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và cũng chữa buồn rất nhiều những tài khoản bán ở đây ở đây có khối lượng khớp khoảng tầm độ 7 triệu thì chắc chắn có 7 triệu tài khoản bán ở cây đến giờ này đó và cũng có 7 triệu tài khoản họ mua ở cây đến giờ này và họ mua xong thì đây về đến cụm cảng kỹ thuật Ôi giờ ơi 27.5 họ lanh quanh họ chốt phát thì Phiên giao dịch ngày hôm nay lại rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời khi mà cổ phiếu này về test tại vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.5 đến vùng 25.8 ở đây và bắt đầu có sự rút chân lên. Như vậy thì tuần mới đây là một cây nến rút chân này, nó rút rất là mạnh nên là tuần mới thì lại gì? Lại chắc chắn là vùng hỗ trợ kỹ thuật 26 lại vùng 26 26.5 nhưng mà khả năng là nó sẽ trả lại ở khoảng quanh vùng 26.2 và thậm chí là có thể vùng 26. Uh, nó test tích lũy thành công ở vùng này. Đó thì chúng ta lại tiếp tục diện lại tiếp tục ngắm long và ngắm lên vùng 27. Uh, vượt thoát vùng 27 thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng 27.5. Vượt thoát vùng 27.5 thì chúng ta lại ngắm lên vùng 28 28.3. Đó. Thị trường nó vẫn vẫn như vậy thôi các anh chị. Nam Kim Ờ, trong tuần dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 21-21.5 tích rất thành công và cây nến giờ đầu tiên trong tuần này nó về ở vùng 21.35 Các anh chị Đó nó về vùng 21.35 đẹp như vậy đúng không ạ Và sau đó thì nó thì nó bắt đầu có một cái lực long cực kỳ mạnh luôn ở đây Và uh, hướng về target mục tiêu ở vùng 23-23.5 uh, thành công và hai lần hai lần và nhóm thép thì trong tuần cũng có cập nhật lại sau cái điểm chỉnh cung này thì cũng có cập nhật lại vùng 21.8 đến vùng 22 là hỗ trợ và lại tiếp tục mục tiêu 23 23.5 trước khi mà cổ phiếu rơi thì trong phiên ngày hôm nay như vậy là gì ờ, trong phiên ngày hôm nay thì đây hùng cũng đã có chuẩn bị sẵn cái kịch bản rồi khả năng sâu thì nó sẽ về 20.5 đó như vậy là đúng như là ấy luôn 20.5 nó chỉ quanh quanh 21 thôi nói chung là vẫn là vùng 21 21.5 đó vẫn là vùng 21 21.3 đây này 21.3 các anh chị đúng không vẫn là vùng hỗ trợ kỹ thuật đấy và uh, tại đây thì nó nó lại uh, test rất là thành công và có một cái lực lo cực kỳ mạnh ở đây về vùng 22 uh, Như vậy nếu như tuần tới khả năng nó chỉnh cung thì nó cũng chỉnh nhẹ nhàng thôi các anh chị Bởi vì cây nến này là một cây nến mà lực mua rất là rát luôn Lực mua rất là rát nên là nếu có chỉnh thì khoảng quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 21.6 Đó và nó chỉnh nó tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy lại tiếp tục ngắm về vùng cản 23 đến khoảng vùng 23.5 hoa sen cũng rất là đẹp và tích cực Đó đây thì đối với hoa sen ở phân tích hỗ trợ tuần 21 thì các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu tiên nó chỉnh về vùng 21 và sau đó thì nó cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu target ở 22 cộng ở đây và nó liên tục bám biên tức là bám bán cản trên á đó thì sau đó thì cây đến này thì nó vỡ chung với cả thị trường thôi thì cái này thì chúng ta không thể phân tích được nhưng đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là bắt đầu ngắm ngắm ở vùng 20 đến vùng 20.5 đó nhưng mà loanh quanh là nó không về đến vùng à, có cây đến giờ đầu cây đến giờ giờ, giờ 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 kết phiên nó về đến vùng 20 đấy đó, nó về đến vùng 20 tức là đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 20 20.5, nó cũng về lại đây thôi. Thì đây 20 20.5 và cái nến rút chân lên cũng khá là đẹp. Như vậy thì với một cái lực bắt rất là đẹp như thế này thì cổ phiếu này cũng Hoa sen cũng có khả năng là nó sẽ quay trở lại test cung ở khoảng quanh vùng 20.5. test tích lũy thành công thì mục tiêu nó lại tiếp tục công cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 22 thôi. VGS cũng là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập nó đánh rất là là, là 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 tốt. Đó. Thì trong tuần Hùng có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 21 đây đúng 21, thậm chí nó lõm 21 tí nhưng về cơ bản là 21 thành công. Các anh chị mua 21 tức là thành công, đúng không ạ? Và công về vùng cảnh của thuật 23. Target tuần 24 24.2 thì chưa thành công, nhưng ít nhất là target 23 thì đã đạt rồi. Và nó rơi thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay á thì hùng đặt, hùng lại tiếp tục đặt ở đây là vùng 20 này bởi vì ông gióng từ bên này thôi tức là ở đây thì cũng đã có trong các bản tin tuần cũ thì nếu không nhầm các anh chị cứ xem lại đi cái tuần 13 14 đồng có gióng ở đây là vùng 20 20.3 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay cũng như vậy thôi ông đặt ở 20 tất nhiên là nó không về đến 20 nhưng ít nhất là 20.3 thì chắc chắn có đó 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 cái, cái, cái hình cung ở đây này thì nó sẽ ở bên này đó thì là rút chân cũng đẹp rồi và như vậy là nó lại rút được ở trên vùng 21 đó Thế thì uh, vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 ở đây trong cái khung hình vẽ đây nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực của uh, của gì của, của 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 VGS ở trong tuần mới. Nếu như nó có chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh trên vùng 21 và nó gì nó chỉnh cung tích lũy ở vùng này. Đó, rồi sau đó lực cung cầu ổn định thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 22, khỏe hơn sẽ là vùng 23 và vượt vùng 23 thì như vậy thôi. Chúng ta lại tiếp tục vùng 24 24.3.2 ở đây. Nó thì chúng ta cứ từ từ như vậy ở cổ phiếu TVN hai mã cổ phiếu pen thì hai con này thì các anh chị cứ túc tác từ từ thôi đấy thì trong tuần thứ nhất đó là gì đó là biên hỗ trợ kỹ thuật 5.9 đến vùng 6 đã phân tích rồi và các anh chị nhìn để thế này đầu tuần nó cũng về 5.9 đến vùng 6 ở phiên ngày hôm nay cũng có 5.9 đến vùng 6 và biên cản trên thì cũng có phân tích ở vùng 6.4 6.5 từ 5.9 mà về đến vùng 6.5 tức là biên cộng trừ 10 các anh chị nhé và T0 T1 các anh chị đánh tí đã luôn đó ví dụ về vùng 6 các anh chị mua ngon lành chưa 6 hôm nay có 6.2 sau đó thì về 6.4, 6.5 và chúng ta cứ lướt ở trong cái biên 9 Các anh chị 5% đã, đã cười hở hết cả răng rồi Chứ đừng có nói đến cái câu chuyện là 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 là, là... Biên tận 10% Đó còn đối với TLH đây à, Đó cũng là những cái phân tích rất là chân thành đúng không ạ không có lừa các anh chị đâu Chẳng qua là <laughs> thỉnh thoảng nó sai thôi Hỗ trợ vùng 7.3, 7.4 nữa này các anh chị nhìn thấy 7.3 7 4 đây đúng không ạ? Về đây thì nó lo lên vùng 8 này. À, 8 là vùng cản mà nên là nó, nó khó lắm. Thì nó lại nó lại tụt lại là phiên này lại 7. lại 7.3 7.4 ít nhất mua 7.4 mà đóng cửa 7.55 con lãi không anh chị ít nhất t không lãi ít nhất t không lãi thế còn uh, các tế tiếp theo chúng ta sẽ phân tích sau nhưng ít nhất là hỗ trợ đúng không chỉ cho các anh chị về vùng hỗ trợ rồi thì đừng có bán đi Tại sao về đến vùng 7.4 rồi vẫn có 272.000 cổ phiếu được bán ra? Thế thì tư duy của anh chị nằm ở đâu? Tư duy của cái những người mà nắm 272.000 cổ phiếu này bán ra ở vùng 7.4 không không hiểu à? Hay là làm thế nào? Xin lỗi là hỏi hơi ngu tí, nhưng mà thế 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 thế, thế các anh chị lên thị trường chứng khoán các anh chị đánh chứng khoán là các anh chị chỉ theo tin đồn thôi à? Các anh chị không biết đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự để mà mua mà bán à. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì cái tâm lý, tâm lý nó là ở đó, tâm lý là ở đó, đó. Các anh chị và và vô hình dung là các anh chị bán ra ở vùng 7.4 xong rồi á. Nó à, tuần tới nó kéo cho một phát này. <laughs> lại ngồi tiếp. Lại ngồi bảo a à, cái thằng kia nó lừa mình rồi. Lái nó lừa mình, rồi tạo lập nó lừa mình, rồi cái thằng bạn nó lừa mình, rồi bố khỉ cái thằng môi giới nó lừa mình Đúng không ạ Ok Đó thì đấy là những cái Cái mà muốn nhà đầu tư nhỏ lẻ, các anh chị sẽ phải cố gắng Ở nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì mã cổ phiếu KFB. ở đây thì đối với KSB vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 25.5 và như vậy KSB chúng ta hướng về vùng giá mục tiêu 27.5 nhưng trong tuần nó chỉ đi được vùng 27 thôi và nó có một cái sự chỉnh cung ở trong cái giao dịch hôm nay thì đó thì cũng đã chúng ta chiêu ở bên này thì chúng ta chiêu sang bên này đó là vùng 24 đến vùng 24.5 nó tiếp tục là gì là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là đắc lực của cổ phiếu KSB và đây là một cây nến kéo cực kỳ là tốt, như vậy thì có thể là KSB nó sẽ có một cái điểm chỉnh cung nhẹ, rơi lắc lại, nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 24, 24.3 ở đây. À xin lỗi cả nhà 24.5, 24.7 ở đây. À, trước khi mà à, lực kéo tiếp theo và cung cầu ổn định, mọi thứ ổn định thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng cả kỹ thuật 26. À, xa hơn sẽ là tiếp tục à, về lại vùng giá mục tiêu ở đây, khoảng quanh vùng 27. À, PLC, à, mà trong tuần này thì gần như tất cả các mã cổ phiếu đều à, có cái sự phục hồi khá là tốt. Thì trong tuần hùng phân tích hỗ trợ vùng 29 cộng trừ 0.3 thì các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu tiên là PLC về đến vùng 29 và sau đó thì uh, chúng ta ngắm lên ta target tuần ở vùng 31.5 đến vùng 32, về cơ bản là vùng 31.5 đạt, còn 32 thì chưa đạt nhưng thế là cũng là quá là thành công rồi. Trước khi mà PLC có một nhịp giật nhịp chỉnh và nhịp chỉnh ngày hôm nay nó lại về đúng vùng 29. Đó các anh chị, về lại về đúng vùng 29 cộng trừ 0.3 thì đây nó lại là gì? Đây nó lại là hỗ trợ của cổ phiếu nó. Và khi mà khi mà hỗ trợ của cổ phiếu thì đừng có bán nữa. Đó thì tuần tới khả năng nếu như nó có uh, chỉnh cung đẹp đẽ thì nó sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 29.5. Uh, chúng ta kỳ vọng tích lũy thành công thì mục tiêu lại 31.5 đến vùng 32. BCC <laughs> BCC thì thanh khoản nó hơi thấp nên là à, uh, tùy các anh chị nhé cái này thì tham khảo thôi trong tuần thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật 9 và phiên ngày hôm nay này, tết là test lại vùng 9 này đồng thời thì nó cũng công lên được cản 9.7 đến cản 9.8 nó về vùng 9.7 thôi như vậy trong tuần thì khả năng hỗ trợ kỹ thuật nó sẽ là vùng 9 và cản trên sẽ là vùng 9.7 đến khoảng vùng 9.8 và nó sẽ tiếp tục sideways ở trong biên này <cười> VCG <cười> VCG là một cái mã cổ phiếu rất là cơ bản của ngành đầu tư công và uh, chúng ta cùng nhìn lại đây đó thì đầu tuần thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VCG gồm vùng 22.8 và điểm sâu hơn thì ở đây thôi này các anh chị uh, giống cái vùng này này 22 22.3 đến khoảng vùng 22.5 này, này đó đúng không ạ đây ở đây vùng hỗ trợ thì đây nó hỗ trợ và nó test về đúng cái vùng 22.3 22.5 và nó bắt đầu có phục hồi đó thì nó về đến cản tuần <laughs> rất là đẹp VCG trong tuần là nó công được uh, các cái cản tuần đó điểm là cản tuần đầu tiên nó là cản 23.5 sau tiếp tục cản 24 và suy soát nữa thì đạt vùng 24.5 trước khi mà nó rơi thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó lại về đúng vùng hỗ trợ kỹ tuần 22.3 đến vùng 22.5 tất nhiên là cây nến này là một cây nến mà tạo lập hỗ ép rất là kinh này nó ép kinh ấy, công nhận là kinh <laughs> bởi vì khi mà <laughs> khi mà xuất hiện một hai cây nến giờ đầu tiên thì cũng dự báo là khả năng nó chỉ ép về khoảng quanh vùng 22.2 thôi nhưng mà cây này nó ép về đến sát vùng 21.7 tức là nó ép về hỗ trợ rất là sâu thì đây là một cái điểm rút chân và điểm rút chân này thì uh, như vậy góc độ kỹ thuật thì tuần tới nó không có gì thay đổi cả anh chị. Nếu như đẹp thì nó chỉ test lại nếu thị trường nó khỏe nhá. Uh, thị trường viên ngày thứ hai nó khỏe thì nó chỉ gì ạ? Nó chỉ về lại hỗ trợ kỹ thuật 22.3 2.5 đây thôi. Còn nếu mà điểm sâu hơn thì có thể uh, chúng ta vẫn phải tính toán về ở vùng 22 bởi vì uh, cái điểm này là nó điểm kéo ATC và sau một cây nến kéo như vậy thì thông thường cái câu chuyện là cổ phiếu nó sẽ lấp lại uh, cung cầu đó là cái việc mà hoạt động rất bình thường của cổ phiếu fcn ở đây thì đây cũng khá là đẹp thôi đó thì trong tuần ngay lập tức là Hùng có phân tích ở vùng 13.7 đây đúng không anh chị? Đó thì nó chạm vùng 13.7 thì nó long. Nó long vượt thì đây, đầu tiên thì nó phải vượt cái cản ở đây đã, cản 14.5 và sau đó nó hướng về vùng giá mục tiêu 15. Tất nhiên 15 chưa đạt nhưng mà như thế cũng là rất là thành công rồi. Thì sau đó thì cổ phiếu này chỉnh cung và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì Hùng dự kiến cái điểm dự kiến Hùng dự kiến 13.5 và điểm sâu hơn nó sẽ là đây này. 13.2 đến 13.5 lùng B cái cục bên này chuyển sang bên này thôi. Đó. Vậy thì đây là những cái điểm rút chân lên và nó ép cũng khá là là sát là khá là sâu. Như vậy tuần tới thì khả năng là cái câu chuyện là nó sẽ nó sẽ còn quay trở lại đây này, cái điểm điểm bút lên đây này. Tức là khoảng tầm 132 132 đến vùng 13 132 đến khoảng vùng 13 năm. Thì ở đây nó sẽ lùi về đây này, chính là nó nó lùi về con này là 132 đúng không nhỉ? Xem lại một tí. 132 các anh chị tức là xu hướng xu hướng có thể là vùng 13 133 nó sẽ lùi lại ở đây đó nó sẽ lùi lại ở đây test tích lũy thành công và như vậy khi mà lực cầu test tích lũy thành công rồi thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản thuật 14.5 cô 4 C4G đây vùng một kỹ thuật tuần thì cũng có phân tích ở đây rồi đó là vùng 11 3 11 5 đây các anh chị ở về cơ bản là nó test rất thành công ở vùng 11.3 nếu các chị đặt lệnh mua ở vùng 11.3 thì nó cũng khá là tốt đúng không và trong tuần thì nó công cản vùng 12 hai lần công 12 nói chung ba bốn cái nến nó công 12 nhưng công không thành và nó cũng có một lực rơi thì đến phiên ngày hôm nay như vậy là gì Hùng lại tiếp tục ngắm ở đây thôi thì Hùng tiếp tục đặt ở đây là vùng 11 11 3 và cái điểm sâu nhất là nó về đến vùng 11.2 thì về cơ bản là nó lại về lại vùng hỗ trợ tuần trước khi mà nó có sự phục hồi cái nến phục hồi ở đây thì nó hoàn toàn bình thường như vậy thôi các anh chị và tuần tới thì ở đây nó lại gì nó lại chắc chắn là nó phải quay lại vùng 11.5 đó tức là xu hướng xu hướng nó kéo lên vùng 11.7 nhưng à, trước khi mà để nó kéo tiếp thì nó phải quay trở lại vùng 11.5 à, trả cung tích lũy à, test cung thì mục tiêu chúng ta lại tiếp tục kéo vùng 12 12.2 đây cổ phiếu LCG anh <laughs> chị thông cảm một tí cái họng hùng nó đang hơi kém và nói như này là cũng rất là cố gắng đấy 11.8 Dự kiến chỉnh công vùng 11.8 Và công vùng cản mục tiêu đó là vùng 12.5 Thì trong tuần là vừa chỉnh mục tiêu Và vừa công cả, công kháng cự trước khi mà gì Có một cái lực rơi khá là mạnh Thì trong phiên ngày hôm nay thì cũng lại tiêu về đây thôi Tức là gì 11.5 là hỗ trợ đây các anh chị Bên này hỗ trợ đây hỗ trợ luôn Và hai cây nến giờ ở kết thúc phiên Thì nó test À, khá sát. À, và thậm chí cái này nó ép qua vùng 11.4 thôi, nhưng mà về cơ bản rút chân nó vẫn là có vùng à 11.5 cộng. Thì như vậy tuần tới thôi nó sẽ test nhẹ nhàng. À, theo quan điểm vùng là vùng 11.6 đến khoảng vùng 11.7. Vẫn còn à, quay trở lại test cung và test tích lũy thành công như vậy, vùng 12.4, 12.5, 12.6. À, tiếp tục là vùng giá mục tiêu. Cổ phiếu HV. Ở đây ông có dự kiến cái vùng chỉnh cung kỹ thuật tuần này là vùng 14.8 đến vùng 15 các anh chị cứ xem lại cái bản tin tuần của hùng đi nó có hết đó và cái gì đúng ta nói đúng cái gì sai chúng ta nói sai các anh chị chúng ta đừng có giấu dốt dấu <laughs> dốt là là chúng ta không tiến bộ được đâu và chúng ta có một cái văn hóa đổi lỗi là chúng ta không có tiến bộ được đâu đó chúng ta sai ở đâu chúng ta nhận sai ở đấy ờ ừ, ok tuần này tôi sai chỗ này tôi sai đó vì sao sai đúng không ạ chúng ta phải tìm là nguyên nhân vì sao sai đó thì chúng ta mới tiến bộ được Chứ còn những cái đồng chí mà cứ suốt ngày bảo đổi tội cho người này người kia thì đấy sẽ không 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 tiến bộ được đâu, không khá được đâu. Đấy là chắc chắn khẳng định luôn các anh chị như vậy. HHV ở đây vùng 14.8 đến vùng 15 đúng không ạ? Và tiếp tục mà ngắm mục tiêu vùng 16 này này thì uh, hỗ trợ tuần đạt và cả tuần thì về cơ bản cũng đạt. Thì uh, cái điểm rơi ở đây, điểm rơi ở đây thì ngày hôm nay là ông đã chiêu về đây là ông đã ngắm rồi này. Kiểu gì thì khả năng là ông cũng đã đánh về vùng 14.5 nhưng không ngờ nó ép khá sát vùng 14. Tức là uh, đây này hỗ trợ 14.2 14.2, 14.5 là cái này là tức là phiên sáng là cũng đã dự 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 ở vùng này rồi. Thì cái cây nến giờ này là một cây nến giờ nó ép cực kỳ là kinh khủng của các anh chị, rất là kinh khủng luôn. <laughs> Đấy. Nếu như chúng ta không có một cái cái tâm lý ổn định thì như vậy là vô hình dung là đến đoạn này nó ép ra hết luôn. Ép ra hết là hàng luôn. Đó thì như vậy là vùng 14.5 chắc chắn là tuần tới thì cái xu hướng kỹ thuật là nó vẫn còn quay lại vùng 14.5, 14.7. Uh, tích lũy thành công ở hai vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục uh, ngắm vùng cản 15.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 15 8 16 nói chung ở đây càng kỹ thuật của nó thì vẫn ở đây thôi và trong ngắn hạn thì như vậy là chúng ta vẫn có những cái biên sideways và chúng ta vẫn có một cái biên lợi nhuận nho nhỏ ngắn ngắn để như vậy là các anh chị em có thể tối ưu hóa ở cái hành trình T0 T1 ở trong cái quá trình đầu tư uh, sóng ngành màu sẽ phân tích tiếp theo đó là sóng ngành bất động sản dân cư thì như vậy các anh chị cũng nắm được rồi kể từ những cái thời điểm rất là xa xôi thì ông đã bắt đầu ngắm cái sóng ngành này và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản trong tuần vừa qua sóng ngành bất động sản dân cư vừa test hỗ trợ và cơ bản là hoàn thành target tuần trước khi mà nó có một cái nhịp rơi ở trong phiên giao dịch ngày thứ năm đó là một cái phiên mà thị trường loan loan những cái tin gọi là những cái thông tin thì đấy là nó thường nhật như cơm bữa mà các anh chị tên chứng khoán thì Uh, nó như vậy, các cái thông tin nó luôn nhiễu loạn và nó càng nhiễu loạn thì uh, càng giúp ích cho 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 một số các cái 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 nhóm, nó các anh chị một số cái nhóm mà không tiện, chúng ta không tiện chúng ta nói ra ở đây thì đối với cổ phiếu sell ở đây các anh chị tuần vừa qua 21.8 vùng 22.23 3 thì các anh chị nhìn thấy là đúng điểm 22 thì gì ạ? Cổ phiếu này rút chân lên và target tuần ở vùng 24 24.5 thì nó về được khoảng tầm vùng 24.3 đấy. Đó, nó sau đó thì nó chỉnh cung. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì cái điểm um, cây nến những cái cây nến giờ đầu tiên thì Hùng dự kiến ở khoảng quanh 21.8 thôi, nhưng đây là cây nến mà nó ép về vùng 21 tức là ép cực sâu tức là ép cái này thì bản thân hùng cũng không nghĩ được là nó sẽ ép sâu như thế này nhưng mà đây là một cây nến mà ép cực sâu luôn từ vùng 21 mà lên đến vùng 22.4 à, tức là nó kéo khoảng tầm 1.400 ở trong phiên ATC thì đối với xe ở đây là vùng 21.5 đến khoảng vùng 21.7 khả năng tuần tới đây này 21.8 sẽ là cái vùng mà cổ phiếu xe sẽ tiếp tục tích lũy à, thành công thì như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản mục tiêu ở vùng 24 <laughs> HDG ở đây thì đây không xem nào HDG trong tuần có hai vùng dự kiến vùng 27.5 và điểm sâu hơn thì vùng 27 thì các anh chị nhìn thấy là đấy HDG về đến gì ạ? Về đến vùng giá mục tiêu 27 thì bắt đầu có cái sự bứt thoát vượt lên và trong tuần thì HDG hoàn thành vùng target mục tiêu 28.5 và lên được đến vùng 29.3 trước khi mà nó có một cái lực chỉnh ở đây. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì hùng lại ngắm về vùng 27 27.5 và các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? Đây, nó về suy sát đến vùng 27.2 đây thì nó bắt đầu có cái sự rút chân lên. Như vậy tuần tới khả năng thì HDG nó sẽ còn cái sự chỉnh cung. Trong trường hợp mà chỉnh sâu thì nó sẽ về vùng 27, 273, 275. Còn trong trường hợp tích cực, trong trường hợp tích cực thì nó chỉ test về đây thế này. Trong trường hợp tích cực thì nó chỉ test về khoảng quanh vùng 27.7 thôi. Đó, nó chỉ test trả cung về vùng 27.7 tích lũy thành công thì như vậy target mục tiêu thì chắc chắn rồi 28.5 thì không phải bàn nữa. Báo cáo với các anh chị 28.5 thì không phải bản nữa chỉ có điều 29, 29.3 thì nó có công lại được Về đến lại cái Cái target tuần cũ hay không thôi nhưng mà khả năng là vùng 29, 29.3 thì như vậy Thậm chí là vùng 29.5 Thì hoàn toàn khả thi đối với HDG Ở cổ phiếu HDC đó, thì uh, trong tuần cũng có dự kiến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 3.5 và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu tiên thì nó đè vùng 3.5 và kể từ đây thì nó bắt đầu đi lên và hoàn thành target tuần ở vùng 35 đến vùng 36, thậm chí là còn lên được đến vùng 36.8. Trước khi mà nó chỉnh ở đây thì phiên ngày hôm nay thì như vậy thôi, lại tiếp tục vùng ở đây này. Ờ, uh, vùng hỗ trợ cái thuật tuần vùng 3333.5. 3333.5 và ở đây là bao nhiêu nhỉ? 32.7 đến vùng 33. Ở uh, đây là một cái nến rút uh, tương đối là mạnh cái nền rút tương đối là mạnh như vậy trên các đội kỹ thuật nếu uh, tuần tới đẹp đẹp thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 33.5 còn uh, sơ sơ mà yếu yếu hơn một tí thì khoảng quanh vùng 33.3 đây tức là cái biên dự kiến khoảng vùng 33.3 đến 33.5 sẽ là biên mà HDC quay trở lại tích lũy chỉnh cung chỉnh nền mục tiêu sẽ công vùng 35.3 đến khoảng 35 năm đó là cái định hướng Nam Long 55 à, Long trong tuần thì cũng đây à, Dự kiến vùng giá chỉnh mục tiêu ở quanh vùng 36 Về đến vùng 36 thì gì ạ Nam Long bắt đầu tích lũy đi lên Hoàn thành target mục tiêu thậm chí trong tuần Có thời điểm vượt vùng 38 Và sau đó thì nó bắt đầu có một cái lực chỉnh cung ở đây Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy thôi về cơ bản là đầu tiên phiên ngày hôm qua thủng 36 này nên ở đây này nó sẽ đi về vùng vùng chỉnh cung mục tiêu thứ hai đó là vùng 34.5 đến vùng 35 và chi soát ở trên vùng 35.2 thì cổ phiếu này bắt đầu có một cái sự rút chân khá là mạnh thì nam long cũng hoàn toàn tương tự như vậy như với cái động thái như thế này như vậy tuần tới thì nam long sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 36 đến khoảng vùng 36.5 sáu à, sơ sơ là như vậy các anh chị nhé ba đến khoảng vùng ba sáu năm test tích lũy thành công mục tiêu sẽ tiếp tục công vùng cản 38 đến vùng 39 và xu hướng của bất động sản à, dân cư thì với quan điểm cá nhân của ông lê thì nó vẫn đang rất là ok à, đạt phương <laughs> đặt phương ở đây và vùng hỗ trợ kỹ thuật 37.5 đến vùng 38 thì các anh chị nhìn thấy đúng nhỉ đây này vùng 38 luôn và đây là cây nến nó đè vùng 37.5 và sau đó thì nó rút chân đi lên và trong tuần thì nó cũng hoàn thành ra mục tiêu 40 công cản tuần ở vùng 40.5 đến vùng 41 thậm chí là có thời điểm nó cần suy soát vùng 42 trước khi mà nó rơi thì ở đây trong phiên ngày mai hôm nay lại lại hỗ trợ kỹ thuật tuần 37.5 đến vùng 38 đây các anh chị và điểm này nó test 37 37.6 anh chị đó, tức là vẫn rất nhiều anh chị em nhà đầu tư lỗi Mắc một cái lỗi rất cơ bản Là không phân biệt được đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự Cứ mua bán tùm lum là nghe tin đồn là cứ thế bán Rất là buồn Thì đối với Đạt Phương trong một cái nền rút chân như này Thì tuần tới khả năng đẹp nó sẽ rút à, Nó sẽ trả lại ở khoảng quanh vùng 38 Đến khoảng vùng 38.5 ở trong cái biên này Và tích lũy thành công ở vùng này Thì như vậy là gì? Uh, chúng ta sẽ tiếp tục uh, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá uh, khả năng vượt cản 40 40.5 đến 41 thậm chí là 42 Nhịp này hoàn toàn bình thường <laughs> Khang Điền kdh hỗ trợ kỹ thuật tuần vùng 30.5 đến vùng 31 và các anh chị nhìn thấy là câu trả lời ngay trong cây đến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày thứ hai test hỗ trợ tuần uh, test thành công thì công cản 32.3.5 đây thậm chí là tuần này nó còn lên được đến gần 33 cơ à ờ, trước khi nó rơi thì trong phiên ngày hôm nay lại 30.5 đến vùng 31 đấy các anh chị. 30.5 vùng 31 tức là gì? Tức là nó lại gì? Nó lại đây, tất nhiên là nó có những cái thời điểm nó ép thủng vùng 30.5 nhưng mà cái câu chuyện là Hùng chỉ phân tích ở khoảng quanh vùng 30.5 thôi. Và uh, nó rút chân lên, như vậy tuần tới thì 30.8 đến vùng 31 sẽ là vùng hỗ trợ mục tiêu. Tức là nó sẽ test cung lại ở vùng này, test tích lũy thành công lại vùng 32.5, 32 32.5, 32, 32, .5, 32... 32.3, 32.5 và thậm chí nó có thể vùng 33. Đấy là những cái target tuần. Tất nhiên là đầu tiên nó phải lên được cái vùng gì ạ? 32 32.3 trước đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta mới ngắm lên được cái vùng kia. Ở à, cổ phiếu DG, khá là happy. Đó. Hỗ trợ cái thuật tuần chúng ta đã có phân tích ở đây. À, các anh chị nhớ ông vẽ cái trendline nho nhỏ, nhỏ đấy các anh chị này. Thì nó test đúng cái trendline này. Đó. Thì nó bật lên. Và như vậy là nó cũng hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 26 này rồi thậm chí là lên được vùng 27 27.5 suy soát là lên được vùng 27 thôi thì nó bắt đầu chỉnh ở phiên ngày hôm nay cũng như vậy đó, lại hỗ trợ tuần 24.5 24 đến vùng 24.5 ở đây ở cả phiên sáng nó test rất là đẹp ở vùng 24 đó đây anh chị nhìn đây. đó và 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 một và một cái lực bắt khá là rát ở trong phiên ATC. Như vậy là gì? Như vậy là ở đây thì chúng ta thấy rằng là khả năng tuần tới uh, tích cực thì như vậy là biên 24 24.5 nó lại tiếp tục là vùng hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho DG có một sự phục hồi. Nhưng mà uh, cái quan điểm của hùng thì 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 cái điểm mà chỉnh cung về 24 khả năng là khó. nó nó chỉ mút mút ở đây thôi này. Mút mút ở đây là vùng 24.5 24.7. Đó, vùng 24.5 ghi ở đây này, 24 24.5. 24.7 khả năng là chỉ có như vậy thôi nó chỉ test về khoảng quanh vùng 24.5 24.7 đây thôi và <cười> test <cười> test tích lũy thành công test tích lũy thành công thì chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cả cái thuật 26 và điểm xa hơn thì chúng ta lại tiếp tục 27 27.5 đất xanh cũng rất là đẹp <laughs> trong tuần ở đây chúng ta có điểm test kỹ thuật điểm 119 Điểm 19.5 thì như vậy là cây nến giờ đầu tiên thì nó như vậy nó thỏa mãn cái điều kiện tuần luôn Và sau đó thì đất xanh cũng uh, có một trận đánh rất là tưng bừng Công vùng thủng 21 và đang hướng vùng 21.5 thì đứt dây đàn Cũng không sao cả, phiên ngày hôm nay lại vùng 19, 19.5 Đẹp thế chứ vậy, đấy, đây vùng 19, 19.5, vùng 19, 19.5 Thì tại hỗ trợ thì cứ từ từ đã các anh chị gì mà vội vàng thế, đúng không Tuần tới 19.3, 19.5, test cung tích lũy lại khả năng là nó vẫn còn uh, có một cái điểm rơ lắc nhẹ nhẹ nhàng nhàng ở đây đấy uh, rơ lắc thành công uh, tết ly thì thành công thì như vậy lại ngắm vùng cản 21 21.5 đấy rồi Novaland cũng rất là khỏe rất là đẹp Novaland thì trong tuần vừa qua lực cầu tốt xu hướng tốt mọi thứ tốt uh, dự kiến chỉnh cung vùng 16 điểm sâu hơn là vùng bao nhiêu đây này 15 3 15 5 nhưng trên thực tế nó chỉ về 15 7 thôi và về cơ bản là nếu như chúng ta đặt lệnh ở khoảng quanh vùng 16 thì như vậy là khá là thành công Đúng không ạ Trong tuần hướng về vùng 17.5 thành công và thời điểm có những thời điểm suy soát là vùng 18.5 ở đây trước khi mà nó chỉnh cung Phiên ngày hôm nay thì nó test cực đẹp luôn ở vùng 16.8 16.8 như vậy tuần tới Tuần tới sẽ ở vùng 17, 17.3 Xu hướng test tích lũy đã cung thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục Ngắm vùng cản mục tiêu 18.5 đến vùng 19 BDR cũng là một mã cổ phiếu rất khỏe của nhóm ngành bất động sản khu à, bất động sản dân cư à, trong tuần thì cũng có dự kiến là khả năng là sẽ công về 3 x nhưng mà lên được vùng 29 thì nó chỉnh cung với cả thị trường à, phiên ngày hôm nay thì như vậy nó lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần À, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây đó là vùng 25.5 đến vùng 26 này các anh chị nhìn ở bên này thì các anh chị đều nắm được đúng không ạ Vùng 25.5 vùng 26 đây thì hôm nay nó test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây Và rút chân lên như vậy tuần tới ở vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 sẽ là vùng hỗ trợ mục tiêu à, Test tuyên thành công của vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 29 xa hơn sẽ là cả 3X Đó là mục tiêu của PDR à, Nhóm anh phân tích tiếp theo à, Đó là nhóm ngành dầu khí thì tuần này hùng tạm thời bỏ qua nhóm ngành dầu khí các anh chị nhé, vòng tập trung phân tích nhóm ngành cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán, tại vì chiều nay hùng có một tí việc. thì đối với nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng là một cái nhóm ngành xương sống rất là rường cột và sóng ngành chứng khoán đến thời điểm hiện tại thì quan điểm của cá nhân hùng lê nó vẫn là uptrend, nó vẫn là uptrend các anh chị và nó chưa có một cái dấu hiệu gì mà nó cho thấy rằng là nhóm này có cái xu hướng chỉ giảm cả thì đối với vci trong tuần thì có dự kiến thì quanh vùng 40 và ngay khi bước vào phân tích nhóm ngành chứng khoán thì hùng đã phân tích rất sâu các cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu vci để từ đó chúng ta link sang các mã cổ phiếu khác của nhóm ngành chứng khoán ở trong bản tin phân tích tuần các anh chị cứ xem lại đi nhấn mạnh rất rất mạnh cái việc đó và tập trung ở trong tuần vừa qua đó là nhóm ngành chứng khoán sẽ tập trung test hỗ trợ ở chen line và test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng các vùng cản mục tiêu Và VCI ở trong tuần cây nến giờ đầu tiên nó trả lời chúng ta luôn là Nó test thành công 40 và các cây nến giờ tiếp theo nó cho chúng ta tín hiệu kỹ thuật là vùng 40 thành công Và sau đó thì cung cầu ổn định và VCI bắt đầu công lên vùng 43 Và xuyên soát 44, thậm chí, ờ đúng rồi, xuyên soát 44 trước khi mà nó có nhịp ra đây Thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà VCI tiếp tục khẳng định cái vị thế ở quanh vùng 40 đó là một cái vùng hỗ trợ cực kỳ thành công như vậy tuần tới thì nó sẽ ở đây các anh chị nhá vùng 40.5 đến vùng 41 khả năng VCI sẽ tiếp tục xây mục tiêu thì sẽ vùng 43 44 và 45 Nói chung là ba cái bước giá này thì đó sẽ là vùng giá mục tiêu uh, của VCI ở trong ở trong cái nhịp này SSI uh, cũng uh, <laughs> khá là tốt đó thì SSI trong tuần là test trendline 31 và về cơ bản cây đến giờ đầu tiên ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó đã thể hiện cái sự thành công và từ đây thì như vậy nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 33 ở trước khi nó chỉnh cung thì phiên ngày hôm nay lại như vậy thôi nó tiếp tục test lại trên line vùng 31 và về cơ bản là thành công như vậy tuần tới thì vùng 31.5 đến vùng 31.3 sẽ là biên mà khả năng cổ phiếu này sẽ quay trở lại test cung tích lũy chỉnh nền ở đây và đẹp đẹp thì như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng cảng kỹ thuật 33, 33.5 đến vùng 34 HCM đó ờ, ông có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật là vùng 28 đến vùng 28.5 thì các anh chị nhìn thấy đây hai cây đến giờ đầu tiên cổ phiếu này test về vùng 28.5 sau đó thì nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 và ờ, hướng đến cái vùng cản ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 31.3 ở đây nhưng mà hiện tại thì nó chưa thành nó chỉ lên được khoảng vùng 30.8 thôi chưa lên được vùng 31 thì nó bị chỉnh chung và trong phiên ngày hôm nay thì thêm một lần nữa thì như vậy là ờ, HCM phải tiếp tục thử tải thành công ở vùng 28 Uh, rút chân lên ở vùng 29.5, 4 ở đây. Như vậy thì tuần tới uh, chúng ta sẽ lấy ở biên 28.5 đến khoảng biên 29. Đây là biên mà cổ phiếu nó sẽ có xu hướng chỉnh cung tích nền trở lại và khả năng thì nó theo theo như quan điểm của Hùng đẹp nhất thì như vậy là HCM uh, sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 28.7. VND cũng rất là khỏe và hiện tại thì VND đang có game phát hành cổ phiếu. Chính vậy nên là uh, nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực của cổ phiếu này ở trong uh, ngắn hạn. À, còn đối với bản tin tuần thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 19.3 19.5 và các anh chị nhìn thấy đây à, đây là cái điểm mà gì ạ 19 chấm nó về uh, VND thì nó về gọi là trên vùng 19.5 một tí cây đến giờ đầu tiên là cũng test nhưng về cơ bản là vùng 19.7 20 ở đây nó test rất là thành công và như vậy nó lần lượt nó công các vùng cản 21 thành công à, ngắm về target mục tiêu đó là vùng 21.5 thì như vậy ở trong tuần vừa qua thì nó lên được suy sát ở vùng 22.5 trước khi mà nó rơi ở đây thì về cơ bản cây nến rơi này khá là đẹp và phiên ngày hôm nay thì nó đã lấp nó cũng lấp được gần 1/2 đó, gần 1/2 cái thân nến xanh thân nến đỏ trước đó và thêm một lần nữa thì như vậy là nó tiếp tục kiểm định, nó tiếp tục kiểm định cái vùng 20 này rất là thành công. Đó. Như vậy thì tuần tới biên biên mà VND sẽ tích lũy đó là vùng 20.5 đến vùng 20.8 đến khoảng vùng 21. Đó, nhưng mà khả năng thì cái cái điểm 20.8 đến khoảng vùng 21 ở đây này thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung chỉnh nền. Ờ tích lũy thành công, à, tiếp tục ngắm vùng 22, 22.5 đến vùng 23, đó là target mục tiêu của VND. FTS là một mã cổ phiếu rất nhạy của nhóm ngành chứng khoán và con này thì đánh T0 rất là hay. Thì ông đã dự báo vùng chỉnh cung kỹ thuật là 38.5 đến khoảng vùng 39. Ờ, điểm tức là điểm 1 đó, điểm 1 thì nó chỉnh về đây này. Điểm 1 là về 40.5 và điểm 2 thì mới về 38.5 vùng 39 nhưng về cơ bản là cổ phiếu này test rất thành công ở vùng 40.5. Ờ, trong tuần nó công thành công cản 43 và hướng về cản 45 và cản 45 này thì chưa thành, nó lên được khoảng tầm 44.2 thì như vậy là nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung. Ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy thêm một lần nữa cổ phiếu lại tiếp tục kiểm định rất thành công và nói là rất thành công ở vùng 40 đến vùng 40.5. Như vậy tuần tới thì vùng 41 đến vùng 40.5 sẽ là cái biên dự kiến mà mà FTS có thể nó sẽ quay về test cung uh, kỹ thuật ở đây và uh, test tích lũy thành công như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 44 45 445 đó SHS ở 2 tuần vừa qua hình như là ba tuần hai <laughs> ba tuần thì đấy, đấy khoảng tầm độ hai ba tuần vừa qua thì như vậy là cái vùng 16.5 đến vùng 17 đấy các anh chị về cơ bản nó test rất là thành công và ngay cái nến giờ đầu tiên thì như vậy có thời điểm mà nó nó ép về khá sát này 16 16 3 anh xin lỗi cả nhà 10 10 10, 10, 10 16.7 vùng có phân tích cái vùng 16.5 đến vùng 17 ở đây nó là vùng test công kỹ thuật thì về cơ bản là gì chúng ta cũng có vùng múa rất là hay. Thì uh, mục tiêu mục tiêu thì nó sẽ công lại ở vùng 18.5 đến vùng 19 ở uh, 18.7 vùng 19 ở đây. Thì trong tuần nó về được đến vùng 18.5 và nó bắt đầu có cái sự diện nó có cái chỉ cung. Thì trong phiên ngày hôm nay lại thêm một lần nữa đúng ngay chị lại thêm một lần nữa tại sao các anh chị lại bán đúng cổ bán cổ phiếu đúng hỗ trợ ở vùng sát ở vùng 16.5 và sau đó thì nó rút về 17.8 như vậy là chúng ta mất 1 ba trên một cổ phiếu so với cái thời điểm thấp nhất ở đây và nó lại nó lại có một cây nến gì đây một cây nến doji và sau một cây nến doji đó thì nó lại nến nó 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 lại trả lại một tí đấy anh chị tức là vùng đẹp thì trả lại vùng 7.3 thôi à 17 năm thôi nó sâu sâu hơn 17.3 tiếp tục tích lũy và mục tiêu lại 18.5 đến vùng 19 đó các anh chị chứng khoán nó không có gì mới cả nó cứ quay đi quay lại vậy thôi ở cổ phiếu VX Hỗ trợ tuần ở vùng 16 Đúng không anh chị Và chúng ta nhìn thấy đây ạ Cây nến giờ đầu tiên nó test về vùng 16 Và nó lần lượt công các cái vùng cản kỹ thuật thôi Thì về cơ bản là tuần này Thì VX cũng khá là khỏe Nó về được đến max target Ở khoảng quanh vùng Đây vùng cản của nó này Vùng 7.5 À, trước khi nó rơi thì phiên ngày hôm nay lại thêm một lần nữa vùng 16 trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật tất nhiên là nó trong cây nến giờ nó có những cây đến giờ ép nhưng về cơ bản là cây đến giờ đóng phiên thì nó vẫn à, đi lại được cái biên 16 như vậy là gì như vậy là tích cực thế mà biên này, này ngày hôm nay nó test cái biên này nó cũng trùng song trùng với cái điểm này và cái điểm này thì nó song trùng với nhau như vậy à, tuần tới sẽ là vùng 16 3 dự kiến VX sẽ chỉnh cung chỉnh nền lại quanh vùng 16.3 mục tiêu thì chúng ta lại vùng 17 17.3 và 17.5 đối với vx Ờ, uh, cổ phiếu AGR uh, dự kiến đây dự kiến thì đầu tiên là điểm biển, biển điểm 15 và điểm thứ hai là 14.7 thì các anh chị nhìn thấy là ở đây là cái biên 14 14.5 thì nó về đến vùng 14.7 này và bắt đầu nó có cái sự phục hồi và sự phục hồi này thì trong tuần nó cũng hoàn thành đến cái vùng giá mục tiêu 16 và bắt đầu nó chỉnh cung ở phiên ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục thử tải ở vùng 14.5 đó nó 14.5 và rút chân lên cũng rất là mạnh mẽ luôn cái nến này cũng rút cũng khá là ác đấy từ 14.3 mà rút lên 15.5 tức là cũng tầm 1.200 Thì như vậy tuần tới nếu mà sơ sơ khỏe khỏe đẹp đẹp Thì như vậy là nó sẽ quay trở lại test cung lại ở khoảng quanh vùng 15.3 15, 15 .3. Nhưng mà khả năng thì nó chỉ về quanh vùng 15.3 thôi Và sau đó thì mục tiêu của chúng ta lại không có gì thay đổi cả 16, 16.5 Thế thôi VDS cũng là một mã cổ phiếu rất hay của nhóm ngành chứng khoán thì trong tuần có dự kiến vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 năm bảy ở đây các anh chị nhìn thấy chưa? Đó, thì ngay lập tức trong phiên giao dịch ngày thứ hai hai cây nến giờ đầu tiên nó test về vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đồng thời nó cũng hoàn thành cái target cản ở đây là vùng 16, thậm chí thời điểm nó vượt lên vùng 16.5. Nhưng về cơ bản cản tuần thì các cái tuần gần đây thì chỉ ngắm vào khoảng quanh vùng 16 thôi. Phiên ngày hôm nay thì nó có chỉnh cung đó và thêm một lần nữa thì nó tiếp tục thử tải rất thành công và cây nến này là một cây nến cũng siêu phẩm nó kéo từ vùng 15 sáu 16 1000. Thì như vậy sau những cái động thái mà nó tích lũy này thì nó ép Đây là động thái nó ép này Đó vùng 15-3, 15 năm nó tích lũy những cây đến giờ và nó ép cây đến giờ cuối Thì tuần tới như vậy thôi Nó cũng không có gì thay đổi cả Vùng 15-3, 15 năm 15-7 sẽ là vùng dự kiến Mà cổ phiếu này sẽ quay trở lại test cung chỉnh này à, Tích lũy thành công Như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm lại vùng 16 năm Điểm xa hơn sẽ là vùng 17 Cổ phiếu ORS cũng là một cái mã cổ phiếu mà cực hay mà ông thường xuyên phân tích à, trong các tuần gần đây thì vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 7 vùng 16 đây 15 7 16 và 15 7 16 các anh chị thì ngay phiên giao dịch thứ hai như vậy là nó đã test thành công ở vùng 15 7 16 và đồng thời ở trong tuần thì ORS cũng hoàn thành cũng giá mục tiêu 17 thậm chí có thời điểm đánh lên vùng 7.5 trước khi nó rơi và cây đến giờ ngày hôm nay thì như vậy là tiếp tục 15.7 đến 16 lại một lần nữa các anh chị lại một lần nữa là cổ phiếu thử tải thành công và tại sao các anh chị không chịu xem những cái bản tin của tuần vùng của lên để chúng ta nhận diện được ở đâu là vùng hỗ trợ kỹ thuật và đến vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi chúng ta đừng có bán nữa các anh chị Đó rất tiếc đó và nó cũng cho ở đây là là là, là 15.7 đi và nó kéo vùng 16.7 nó cũng 1.000 đồng một cổ phiếu đó và à, câu chuyện là gì à, sau một cây đến tăng như thế này thì ORS sẽ có thể là nó sẽ có cái biên chỉnh kỹ thuật ở đây ở vùng 16.3 đến vùng 16.5. Tích thành công như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục mục tiêu là cổ phiếu này đánh vượt vùng 17 và xa hơn sẽ là vùng 17.5. Đó là hai cái target đây các anh chị này. Ở đây cũng chúng ta cũng đặt 17 đến 17.5. Thì tuần này nó cũng như vậy thôi và cái tuần tiếp theo nó cũng như vậy thôi. CTS cũng là một mã cổ phiếu tạo lập rất hay của nhóm ngành chứng khoán thì ở đây các anh chị nhìn thấy là <laughs> ở trong tuần thì có dự kiến uh, các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của nó khoảng quanh vùng 24.5 đến vùng 25 và hai cây đến giờ đầu tiên thì nó test uh, khá sát ở vùng này và về cơ bản thì nó chỉ uh, ngập ngừng sấp xỉ ở quanh vùng 26 thôi và trong tuần thì nó cũng công lên được cái vùng cảnh cái tuần tuần ở vùng 28. Uh, trước khi nó rơi và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy thêm một lần nữa vùng 26 25.5 đến vùng 26 nó tiếp tục thử tải và tích lũy thành công và cây đến kết thúc giờ thì không có gì phải bàn cả, cực kỳ đẹp. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì ở đây chúng ta thấy rằng là biên 26.5 đến khoảng vùng 26.8 sẽ là uh, sẽ là vùng chỉnh cung mục tiêu và tích lũy thành công ở đây thì tiếp tục ngắm vùng 28 và xa hơn sẽ là ngắm cản vùng 29 uh, MBS cũng là một mã cổ phiếu <laughs> tích lũy rất là thành công ở trong tuần vừa qua vùng hỗ trợ kỹ thuật tìm có phân tích ở vùng 20.5 và đây là những cây nến giờ mà nó test về đến tận vùng 20 và về cơ bản là nó cũng rút chân lên được ở trên vùng 20.5, tức là vùng chỉnh cung một là 20.5 và vùng chỉnh cung quanh là vùng 20. Thì các anh chị nhìn thấy đây, đây là những cái điểm chỉnh cung rất là ok. Và trong tuần thì như vậy là MBS cũng tiếp tục tiếp tục công lại được cái vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 22 trước khi mà nó rơi. Ở trong phiên ngày hôm nay thì như vậy thêm một lần nữa, các anh chị ơi, tại sao vùng 20 đến vùng 20.5 nó là hỗ trợ cái thuật tuần Các anh chị. Tại sao chúng ta lại bán ra ở vùng này? Đó thì đấy là một cái câu hỏi rất lớn cho những anh chị em nếu nếu nhỡ có bán ở trong trong phiên ngày hôm nay tại vùng này thì chúng ta phải đặt một câu hỏi cực kỳ lớn uh, cho cái tư duy đầu tư của chúng ta. Và đây là một cái nến giờ rút chân cũng cực kỳ đẹp luôn. Uh, không có gì đẹp hơn cả bóng nến cực kỳ dài và đóng cửa cao nhất phiên thì đấy là một cái nến búa uh, cực kỳ đẹp và trong phân tích kỹ thuật thì đây là những cây nến cực kỳ tuyệt vời. Và như vậy MBS tuần tới nó sẽ quay uh, xu hướng ở vùng 21 đến khoảng vùng 21.3 các anh chị nhé À, nó sẽ quay trở lại test cung chỉnh nền ở đây tích lũy thành công như vậy mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục gì ở vùng cản 22 bớt được vùng cản 22 thì sẽ ngắm lên vùng cản 23 22.5 đến khoảng vùng 23 và khả năng nhóm nhóm nháo nháo thì khả năng tuần này nó sẽ lên được khoảng tầm vùng 23 đó thì sẽ là target mục tiêu OK, như vậy là bản tin phân tích tuần này thì Hùng Lê xin phép được tạm dừng tại đây. Với những cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị có thể uh, comment ở dưới các cái bản tin tuần hàng ngày ấy, thì Hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị. Uh, kính chúc anh chị em có hai ngày cuối tuần uh, vui vẻ và chúng ta sẽ chuẩn bị uh, tất cả những tinh thần tốt nhất về sức khỏe, về kiến thức, về tâm lý, về uh, uh, kế hoạch các cái bản kế hoạch chi tiết để chúng ta có một tuần giao dịch mới thành công và thắng lợi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo